Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Bài viết hôm nay do blogger người bu gió biên soạn quan chương trình bày. Kính thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 10, 2015, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã biểu quyết lần thứ nhất danh sách nhân sự ban chấp hành và cơ cấu nhân sự vào Bộ Chính trị khóa tới. Một bản tin được đăng trên báo Vietnamnet có đoạn như sau. Ban chấp hành Trung ương cơ bản tán thành với lại báo cáo của Bộ Chính trị và thảo luận về đề xuất nhiều ý kiến về tiêu chí xem xét trường hợp đặc biệt đối với là Ủy ban Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị. Ban Bí thư khóa 11 tái cử khóa 12, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh gồm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Và đây là điểm nhấn lặp lại từ các bản tin trước đó, và có thể kết luận bế mạc Hội nghị Trung ương 12 khóa 11 đã đồng ý đề nghị của Bộ Chính trị về phương án có những trường hợp đặc biệt được ở lại. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm Thủ tướng hai nhiệm kỳ. Bắt buộc nhiệm kỳ tới, ông có đi hay là ở lại nội bộ chính trị thì vẫn phải rời bỏ chức vụ Thủ tướng. Một trong những quy định là người tiền nhiệm có quyền giới thiệu người kế nhiệm. Điểm mặt trong hàng ngũ có thể làm đảm đương được chức Thủ tướng tới đây chỉ có Nguyễn Thiện Nhân. Thưa quý vị, Nguyễn Thiện Nhân quê gốc Cà Mau, Nhân từng học ở tại Đức và Mỹ, hai siêu cường quốc sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với lại Việt Nam trong giai đoạn tương lai tới đây. Có bằng giáo sư về kinh tế, ông Nhân cũng chính là người được Nguyễn Tấn Dũng đưa lên làm phó thủ tướng và ủng hộ vào Bộ Chính trị trong một phiên hội nghị trung ương giữa khóa 11 này. Trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nhân là người khá hiền lành, bởi thế ông ít mất lòng ai khi được đề cử vào chức vụ Thủ tướng. Một số ý kiến trước đây cho rằng Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang lên làm Thủ tướng. Tuy nhiên xét về mặt kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm đối ngoại là hai cái mà ông cần có nhất ở chức vụ Thủ tướng thì ông Quang rất yếu. Hơn thế nữa, một Bộ trưởng Công an nhảy tót lên làm Thủ tướng ngay sẽ mang lại một bộ mặt u ám, nặng nề cho hình ảnh của Việt Nam. Một đất nước mà vốn dĩ công an không gây được thiện cảm trong nhân dân cũng như là trên bình diện quốc tế. Ý kiến khác cho rằng Nguyễn Xuân Phúc là phó thủ tướng thứ nhất sẽ làm thủ tướng. Ông Phúc có kinh nghiệm từ khi làm ở văn phòng chính phủ, nhưng từ khi được Bộ Chính trị đưa lên để làm phó thủ tướng, được vào Bộ Chính trị, thì ông Phúc đã có những trở mặt với lại người sếp cũ của mình, đó là Nguyễn Tấn Dũng. Một người phản trắc như là ông chắc chắn không được lòng người khác trong Trung ương, nhất là kẻ mà ông phản lại. Hiện giờ còn đầy đủ quyền lực thì sự phản đối ông Phúc càng rõ rệt hơn. Không được lòng đám đông trong ủy viên Trung ương, không được lòng Bộ Chính trị, bởi vì khi được cân nhắc thì ông đã không đáp lại những gì mà người cất nhắc ông hy vọng. Đương nhiên thì người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng không dạy gì mà giới thiệu Nguyễn Xuân Phúc kế nhiệm mình. Ở nhiệm kỳ tới đây, Nguyễn Xuân Phúc làm cái bóng mờ ở chức vụ Phó Thủ tướng, ủy viên Bộ Chính trị là còn may mắn. Đừng nói tới chuyện làm Thủ tướng vượt hơn các đối thủ của mình về vân học vấn, được lòng đám đông bởi vì bản tính hiền lành, được lòng người tiền nhiệm bởi vì tính dễ bảo, là nhân vật ít có thể gây biến động cho sự ổn định chính trị. Cơ hội Nguyễn Thiện Nhân làm thủ tướng đến nay phải đạt đến 80%. Trong khi đó thì các ứng cử viên khác như là Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam, Nguyễn Thị Kim Ngân đều không nổi bật hoặc là thiếu yếu tố nào đó cần thiết để đủ tiêu chuẩn ứng cử vào chức này. Chẳng hạn như Vũ Đức Đam chưa là ủy viên Bộ Chính trị cho nên khó có thể đi thẳng từ ủy viên Trung ương đến chức Thủ tướng. Và chiếc ghế Thủ tướng coi như đã có Nguyễn Thiện Nhân ngồi. Vì sự nhắc đi nhắc lại về trường hợp đặc biệt quá tuổi trong hội nghị này, cho nên người đặc biệt Nguyễn Tiến Dũng sẽ được ngồi vào một trong hai chức, đó là Tổng Bí thư hoặc là Chủ tịch nước. Tuy nhiên ông Dũng chỉ chịu ngồi chức Chủ tịch nước nếu như người ngồi vào chức Tổng Bí thư là người ít có cá tính mạnh, hay nói một cách khác là người dễ bị ông Dũng lấn át. Còn không có ai như vậy thì ông Dũng sẽ ngồi vào cái ghế Tổng Bí thư. Ông Trần Đại Quang sẽ có một trong hai cái ghế còn lại, đó là Chủ tịch nước hay là Chủ tịch Quốc hội. Và có lẽ ông Quang sẽ yên vị ở chức Quốc hội, lựa chọn hợp với lại tính cách tọa sơn quan nhìn hổ đấu của ông bấy lâu nay. Là người học luật, ông cần thiết ở vị trí Chủ tịch Quốc hội, nơi mà tới đây rất cần soạn thảo thông qua nhiều điều luật mới hoặc là bổ sung. Và hơn thế nữa, ông Quang sẽ không dạy gì ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước đang có cơ hội hợp nhất giữa nhiệm kỳ vào chức Tổng Bí thư.
Và có lẽ để yên tâm thì nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng như là tâm lý miền Bắc và sự công bằng về việc quá tuổi ở lại. Trường hợp Bí thư Thành ủy Hà Nội lên làm Chủ tịch nước là điều có khả năng xảy ra. Một Chủ tịch nước kiêm Tổng Tư lệnh tối cao của quân đội như là Phạm Quang Nghị sẽ lấp vơi đi chỗ khuyết mà Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã đánh mất. Vị trí của Nghị bảo đảm rằng trong vài năm tới đây, những quyết sách lớn của quân đội Việt Nam vẫn còn trong vòng kiểm soát của Trung Quốc thông qua Phạm Quang Nghị. Như thế đây là vị trí đáng thất vọng nhất trong bốn vị trí mà người dân hay gọi nôm na đó là tứ trụ. Và trong cuộc đua của những nam nhi này thì không có chỗ cho phụ nữ. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, người từng được nhiều hy vọng sẽ giữ chức Chủ tịch Quốc hội, khả năng sẽ về làm Bí thư Thành ủy Sài Gòn. Bí thư cũ đó là Lê Thanh Hải có cơ vào ban bí thư, nhưng cơ nhiều hơn đó là ông Hải về vườn. Và thưa quý vị, vài tháng trước đây, con của ông Hải đó là Lê Trương Hải Hiếu mới 34 tuổi đã được ông Hải cất nhắc lên làm Chủ tịch quận 12. Thưa quý vị, thường thì những trường hợp cất nhắc con cái trước là trường hợp sắp về hưu như là một sự thỏa thuận mặc cả. Còn nếu đi tiếp lên chức cao hơn thì không ai vội gì phải cân nhắc con của mình lên sớm như vậy để gây dư luận bất lợi. Một bộ tứ có Tổng Bí thư là Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước là Phạm Quang Nghị, Chủ tịch Quốc hội là Trần Đại Quang, Thủ tướng là Nguyễn Thiện Nhân là tương đối nhất trong tình hình hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi chức vụ Thủ tướng đã được đàn em mình đó là Nguyễn Thiện Nhân cầm chắc thì dù ở chức vụ gì thì Nguyễn Tấn Dũng vẫn là bố già đầy quyền lực trên chính trường Việt Nam trong 5 năm tới đây. Và ông Dũng vẫn điều động mọi thứ theo ý mình thông qua Nguyễn Thiện Nhân. Một nhân vật bù nhìn chỉ xuất sắc hơn Thủ tướng bù nhìn khi xưa đó là Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên thì sau hội nghị Trung ương 12 này thì còn có hội nghị khác nữa để kết thúc vấn đề nhân sự. Nhưng trên cơ bản thì nếu không có gì biến động do tác động bên ngoài thì cơ cấu quyền lực tứ trụ sẽ được phân bổ như trên. Và đó là khả năng khả dĩ nhất mà các ý kiến có thể chấp nhận được. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Bài viết do blogger Người Buôn Gió biên soạn, quan chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.